Năm hổ là 500 ngàn hay sao bà Sáu? Hả? Năm hổ là 50 ngàn. Ê, chị con trai hả? Chị ăn chay trường. Ô trời. Ồ, vô phế liệu con trai trường luôn ha. Chị ăn mấy chục năm rồi này, chị đem vô này cho trong chủ mấy ông bảo vệ Mường Thanh nè. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ quay trở lại thành phố Cần Thơ. Và nơi cái con đường Bùi Hồ đang đứng đây là đường Hưng Lợi thuộc quận Cái Răng. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại thăm lại hoàn cảnh của bà cụ 86 tuổi. Đó là cụ Sáu Duyên, 84 tuổi cô bác quý anh chị. Hằng ngày thì cụ vẫn bán bánh mì để mà mưu sinh cùng với đôi tay gung gỉ của mình. Và bây giờ trước khi đến đây thì Bùi Hồ có nhờ bà Sáu làm tất cả các ổ mì còn lại để cho bà về sớm một bữa ha cô bác anh chị, cũng như là thay mặt cho chị em đi ở Úc á gửi cho bà một số phần thiện kim. Mời cô bác anh chị cùng vô đây để gặp gỡ bà trong ngày hôm nay. Con chào bà Sáu, sáng nay là còn được bao nhiêu ổ bánh mì? Còn nhiều. Dạ làm bánh mì thịt hết cho con nha. Bánh mì thịt là bao nhiêu một ổ nè? 10.000 ổ mà. 10.000 ổ thôi. Còn lại nhiêu đây hả bà Sáu? Ở đây là còn lại được 5 ổ là được 50.000. Cái tay của bà Sáu bây giờ gung gung hết rồi. Còn ở đây nữa hả bà Sáu? Ở trên còn mấy ổ đó. 5 ổ với đây bao nhiêu ổ nữa cả nhà. Bữa nay giờ nghỉ sớm bữa được không? Hay là mình lấy ổ nữa thêm? Lấy thêm. 2 4 6 8 9 là bán hết là lấy thêm hả? Hả bà Sáu? Chừng nào bán hết thịt mới hồi rồi hồi đúng không? Em quay cận lại cái tay của bà Sáu ơi. 10 ổ là chỉ có 100 ngàn thôi. Hơn 20 năm bán bánh mì rồi. Trước đây là cũng có củ ăn của để, cũng ăn nên làm gan, cũng có đất cát bộn bề giống như người ta. Tuy nhiên thì sau biến cố của gia đình, con của bà Sáu mất phải chạy chữa cô bác quý anh chị, cho đứa con bị bệnh ung thư của mình. Thì sau khi hết tiền thì con của bà cũng ra đi mãi mãi luôn, để lại trong lòng của bà một cái vết thương. Và gần ấy tuổi không còn tiền thì bà bắt buộc chuyển sang cái nghề mưu sinh bán bánh mì dạo ở lề đường. Mỗi ổ mì là 10.000. Người ta quen với lại hình ảnh của bà Sáu hàng ngày lanh lẹ với cái đôi tay sắt thịt cũng như là cắt bánh mì. Ngày nay thì qua thời gian thì bà Sáu lại tuổi già sức yếu, với cái tuổi 84 của mình thì vẫn còn đó một cái đôi chân gung gãy và một cái đôi tay phải nói là mà mọi người nói là bà Sáu giống như bị bệnh Parkinson đó mọi người, có nghĩa là bị bệnh cái tay nó gung gung đó cô bác anh chị. Mua ủng hộ bánh mì cho bà Sáu để khi mà có dịp á, những cái cô chú mà bán vé số á, đi ngang đây á, để tặng lại cho các cô chú đó. Làm cho con 10 ổ thôi, con cứ nghĩ là bà Sáu sẽ bán hết bánh mì bà Sáu về, nhưng mà không, bán hết 10 ổ thì bà Sáu lại cứ lấy thêm, đúng không bà Sáu? Một là vừa nóng, hai là vừa kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó. Đó, bà Sáu đang trang cái nước xíu mại đúng không? Nước xíu mại. Ổ bánh mì là bà Sáu lấy bao nhiêu tiền một ổ rồi? 10.000 ổ. Dạ 10.000. Bà lấy ở ngoài tiệm là bao nhiêu tiền một ổ? 2.500. 2.500. Rồi thịt thêm 2.500 nữa, ngổ lời được nhiêu? Bà Sáu rất là mệt luôn hả? Làm 10 ổ nổi không? Làm nổi, kêu nhỏ con gái lại nó làm nè. Được không? Dạ, làm được bao nhiêu ổ thì làm. Bà coi bà thử bà Sáu làm được nhiêu ổ. Là bà Sáu cứ làm đi, được nhiêu ổ thì làm. Bà Sáu nói bà Sáu còn có một đứa con gái nữa. Tuy nhiên thì đứa con gái của bà chưa là phải về nhà phải nấu cơm, rồi phải lo công việc. Bà Sáu phải đứng bán phụ. Bà Sáu sắc thịt và sắc dưa leo cho cả nhà xem với bà Sáu ơi. Gần hết thịt rồi kìa. Cũng từng tuổi ấy rồi. Cũng có sức khỏe là được rồi, nhưng mà có nhiều người như tuổi bà Sáu thì lại trí tuệ không còn minh mẫn là một nè, thứ hai là cái nãy giờ thì khoảng 5 phút bà Sáu mới làm xong 2 ổ bánh mì.
Bùi Hồ phải ra đây kiếm coi có ai bán vé số đi ngang Bùi Hồ tặng, mà không thấy ai bán vé số đó, để tặng bánh mì thôi. Dạ. Thôi đi bà Sáu làm cho con 5 mẫu ha. 5 mẫu là 500 ngàn hay sao bà Sáu? Hả? 5 mẫu là 50 ngàn. 5 mẫu là 50 ngàn. Tôi tưởng đâu là 500 ngàn chứ. Làm được mấy ổ rồi? 3 ổ. 3 ổ rồi, sắt giùm miếng thịt đi. Cuộc sống mưu sinh mà. Anh nữ là tuổi già còn bao nhiêu sức khỏe thì bà Sáu cũng phải cố gắng. Còn hai ổ nữa kìa. Đây để con cắt phụ cho. Cắt chưa? Cắt rồi. Đây con bỏ thịt vô phụ cho, bỏ nhiều nhiều một chút chứ bà Sáu. Chan nước nào trước? Chan nước nước nào? Nước này. Nước này đúng không? Em quay xa xa ra giùm anh coi anh làm coi được không? Sau này già bán bánh mì. Hôm trước thì bán nem, nước này nhiều không? Muỗng được rồi. Một muỗng thôi. Này. Chan miếng nước tương vô. Chan miếng nước tương vô. Ây da. Bà Sáu đứng chỉ việc con nha. À. Rồi, tới chén gì? Rồi. Rồi, để mấy miếng này? 3 miếng. 3 miếng đúng không? Để cho nó đều ra cái gì? À. 1 miếng nè, 2 miếng nè, 4 miếng là lỗ nha cả nhà. 3 miếng nè, cái này mấy miếng? Bỏ cho nó đều thôi. À, gớt cục thịt xuống rồi. Bỏ cho đều là bỏ cho nhiều hay ít? Ít, không có nhiều. Không nhiều. Rồi, xong rồi tới bỏ gì? Ngò. Dưa leo chưa? Dưa leo rồi. Dưa leo chưa bỏ mà. Chưa hả? Dưa. Rồi sắc miếng dưa leo giùm con đi. Rồi. Để miếng dưa leo thử cái gì? Ôi bà Sáu, miếng dưa leo này lỗ luôn bà Sáu à. Cả nhà có ăn ớt thì để ớt. Nhưng mà ớt đâu? Ở bên đây đúng không? Ừ. Để mấy miếng? Miếng 2 miếng gì đó. À, ổ này là bao nhiêu tiền? 10 ngàn. 10 ngàn. Con làm công ở trong đây thì giảm xuống còn 9 ngàn nha. Rồi băng lại này đúng không? Đúng không? À. Mình phải băng từ trên này nè. Để khi mà nước nó nhiễu xuống á, mình không được băng từ dưới này. Băng từ trên này ốp xuống đúng không? Băng từ cái nơi mà mình cắt cái ổ mì á. À. Đây là 4 ổ. Đây, gành việc rồi nha. Đây mà Sáu sắc dưa leo còn bỏ bánh mì. Ồ, không bỏ miếng dưa leo trước được không mà sao? Bỏ miếng dưa leo trước. Bỏ miếng dưa leo trước chan nước sau đúng không? À. Phải nghiêng nghiêng qua nha cả nhà. Đây. Rồi sau đó là cái bỏ này vô. 1 2 3 Rồi. Bỏ thịt vô mới chan nước tương sau đúng không? Đúng mà sao? Ừ. Bỏ thịt vô mới chan nước tương sau. Chan trước con bỏ mình nhiều thịt miếng cho bà Sáu lỗ luôn. Trời ơi. Ai ai ăn cay thì để thêm ớt nha cả nhà. Bánh mì do Bùi Hồ tự tay làm. Đây chan vô. Đây, ngon không? Con mai mốt là con dành mối của bà Sáu luôn. Đủ rồi, 5 ổ hết. 5 ổ, rồi, sắt miếng thịt ở đây để thôi, người ta lại là mình không có còn mình bán đúng không bà Sáu? Đây, 5 ổ mì. Đây cả nhà, 5 ổ mì do Bùi Hồ làm 2 ổ. Bà Sáu làm 3 ổ là tổng cộng 2 bà cháu làm được 5 ổ. 5 ổ mì này nó đầy đủ tình thương như thế này hả? Đúng rồi Sáu. Cái này là thịt bà Sáu khìa hay con gái bà Sáu khìa? Gái khìa. Hồi xưa là bà Sáu chỉ cho con gái mình khìa đúng không? Ừ.
có một cái cô mua phế liệu, có một cái cô mua phế liệu tặng qua cho cô. Đấy, để tặng cô coi, coi cô lấy. Lấy cái bọc bỏ vô. Bọc chưa, hỏi cô đưa anh cái bọc ấy. Cô ăn bánh mì không? Cô tặng lại cho người nào giùm con được không? Con gửi cho cô mấy ổ được không? Con gửi đi, con để đi cô cho. À, mình sẽ tặng cho 5 ổ cho cô này luôn ha. Ha. 5 ổ bánh mì này là 50.000 thôi. Nhưng mà những người mà mua sinh với những cái nghề mà mua phế liệu giống như cô vậy thì tặng cho cô để cô có dịp đi nhiều hơn rồi cô sẽ cho những cái người khác nữa. Ủa, chị ăn chay hả? Chị ăn chay trường. Ô trời. Ừ. Ồ, mua phế liệu ăn chay trường luôn ha. Chị ăn mấy chục năm rồi này, chị đem vô này cho trong chỗ mấy ông bảo vệ Mường Thanh nè. Ờ. Cho mấy người. Chị lấy phế liệu này đi cho hả? Lấy cái này cho nè, còn phế liệu này chị đi mua. Chị kiếm người sống. Vì sao lại ăn chay trường vậy? Tại chị ăn chay trường hồi nào giờ chị quen. Dạ hả? Ừ. À, chị tên gì? Chị tên Nguyên. Chị Nguyên hả? Ừ. Hôm nay là em tình cờ gặp được chị Nguyên, chị cho mấy ông chú bảo vệ hả? Ừ, cho bảo vệ với mấy anh xe trong này nè. Ừ, mấy anh xe ôm rồi. Ừ, đúng, mấy xe gáp rồi vậy đó. À, ừ. Cảm ơn chị đã thay mặt em để mà gửi cho mấy chú mấy ổ mì. Dạ. Nhỏ thôi nhưng mà đây là cái phần san sẻ thôi. Ừ. Không biết ở đây đi, ở xa chỗ này không biết là đi đâu để mà cho. Cho cưng cho đây với nửa cưng lên được Nguyễn Bình á, vé số vô chai ngồi chỉnh đông lắm với dân mà ta bằng mướn á. Dạ. Thợ hồ á, đông lắm. À, ừ. Gặp được chị này ăn chay trường á, chị không có nhận bánh mì. Chị bây giờ chị lên đây chị cho dùng luôn đúng không? Đúng, chị cho tại chị ăn chay trường. Dạ hả? Ừ. Cảm ơn chị tên gì? Chị tên Nguyên. Chị nhiêu tuổi rồi? Chị 52 tuổi. 52 tuổi. Ừ. À, chị mua phế liệu này lâu chưa? Chị mua mấy chục năm rồi, hai mấy năm rồi. Có nghĩa là chị Nguyên này có duyên với Phật pháp á. Chị đạo gì? Chị Hòa Hảo. Chị Hòa Hảo hả? À, có duyên với Phật pháp, hàng ngày là thu mua phế liệu là làm sạch môi trường. Ừ. Thứ hai là ăn chay trường không có sát sanh. Thành thử là cuộc sống nó cũng nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, đi cái nghề này thì nó nhẹ. Dạ, nó không có nặng về tâm lý đúng không? Ừ, rồi thôi. Cảm ơn chị Nguyên. À. Đem gửi giùm em. Cảm ơn chị nhiều. Rồi. Và cô bác quý anh chị thấy không? Hữu duyên thôi, gặp được một chị Duyên ăn chay trường. Chị thì không có ăn bánh mì mặn mà chị sẽ đem những cái phần đó để san sẻ yêu thương lại cho mọi người. Đồng thời Bùi Hồ cũng muốn giúp bà Sáu bán bánh mì cho mau hết. Tuy nhiên bà Sáu nói là bán hết thì kiếm mua thêm. Nên là nữ là chỉ mua đến 5 ổ thôi. Vì bà Sáu làm cũng cực lắm cả nhà. Kêu bà Sáu làm 20 ổ chứ bà Sáu làm chắc tới chiều tới mai luôn á. Ai xác thịt xong chưa? Bà Sáu 5 ổ mì nhiêu tiền con quên rồi. Mua nhiêu trả nhiêu để không mơ mốt bà Sáu sẽ mọi người sẽ phân bì nó mà người kia trả 50.000 đúng không? Đây cầm giùm con rồi vô mánh nè. Người mua năm trời có nhiều một đống luôn nè. Trời ơi để con coi nữa thôi, con đếm thử nha, cho con đếm thử không? Có nhiều không? Đếm thử hồi sáng giờ hả? Ừ. Gia tài từ sáng giờ là bán được nhiêu luôn hả? Ừ. À. Được rồi, đưa phần này con gom này con đếm giùm bà Sáu, con tổng kết cái giá trị thẳng dư của ngày hôm nay. Này coi gom có là vốn với lại tiền tiền vốn với lại tiền lời trong đây luôn nha. 230, 250, 260, 270, 280, 300, 320, 303, 335, 335, 340 là được sáng giờ bán được 34 ổ rồi đúng không? Được 34 ổ rồi bà Sáu. Ủa sao dư được 1.000? À có bán bún nữa bà Sáu, có bán bún nữa cả nhà. À, con bỏ vô lại cho bà Sáu này nghe. Con không có lấy được đồng nào mà con thấy dư 1.000 luôn á. À, hồi sáng giờ có bỏ vốn vô đây để thối không?
thương ghê không? Xách hết đó đi rồi con mời bà Sáu ngồi. Có bao giờ đứng gì lâu quá mệt không bà Sáu? Có chứ. Khách mà yêu cầu nhiều quá cái mình thấy mệt ha. Đúng không? Ở đây mà cũng yếu lắm rồi. Dạ. Ở đây cũng yếu lắm rồi. Dạ. Thật ra không phải là con của bà Sáu không để cho bà Sáu như vậy đâu, nhưng mà bà Sáu không làm á thì bà Sáu sẽ bị bệnh, nên là nữ ra phụ con cái được miếng nào hay miếng đó, dù sao cuộc sống nó vẫn vui ha bà Sáu ha. Rồi lau dao lau thước. Rồi bây giờ con mời bà Sáu ngồi đây để Bùi Hồ sẽ chuẩn bị cái bàn để tâm sự đi với bà Sáu thêm miếng nữa. Rồi quay qua anh cái cho cưng ngồi ghế ha. Đây thật ra ngày hôm nay á thì vừa hồ muốn chia sẻ rằng những cái biến cố trong cái cuộc sống á đôi khi nó làm cho mình muốn như là gục ngã. Nhờ có sự động viên của gia đình, người thân và bạn bè thì ở thời điểm hiện tại vừa hồ đã cân bằng trạng thái tâm lý. Cảm ơn rất là nhiều cả nhà. Vì đâu đó Bùi Hồ viết ở trên cái bài viết của mình rằng là trước đây Bùi Hồ cũng đã có từng đọc như thế này và cảm thấy lòng nhẹ hơn. Cuộc đời mà đó là chuỗi tuần hoàn của sự ra đi và gặp, của sự đi và ở, gặp gỡ và chia tay. Nhưng mà dù ở góc độ nào đi chăng nữa thì ở đâu đi chăng nữa thì mình cảm thấy được mọi người quan tâm, đó là điều hạnh phúc nhất. Và Bùi Hồ sẽ cố gắng khắc phục những cái câu chuyện khó khăn để một bên, để chia sẻ những hình ảnh như thế này cho cô bác anh chị được biết luôn. Và bà Sáu ở đây là một trong những cái động lực mà mình có thể san sẻ vào thời điểm này với mọi người. Ở một cái tuổi già như thế này, sống ở trong cái cảnh thiếu thốn ở trong nhà trọ, con cái thì hai đứa mất, hai đứa con của mình đã mất, nhưng sự yêu thương của bà Sáu rằng bà Sáu cũng phải sống để mà sống cho phần còn lại của cuộc đời mà, vì những đứa con còn lại. Cảm ơn bà Sáu rất là nhiều. Và người ta nói đi nhiều thì mình sẽ càng học hỏi nhiều hơn. Đó là những cái hành trang rất lớn cho mình. Bùi Hồ một lần nữa thì cũng xin lỗi với cô bác anh chị rằng đã làm cho tất cả các cô bác anh chị đã quan tâm, lo lắng, động viên bạn với Bùi Hồ. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn một lời cảm ơn rất là chân tình. Bà Sáu ơi, hôm nay thì bà Sáu có lạnh lắm không? Cũng không có lạnh nè. Vậy hả? Tại có mấy cái bệnh rung rồi nó mệt người mà. Bà Sáu có lo rằng 100 tuổi già rồi mình sẽ bỏ con mình lại thì cái chuyện đó thì khỏi nói. Cho đó mình đâu có sống hoài được. Có nghĩa là con nói là thay vì thì mình để lại cho con mình một phần của cái mái ấm của ngôi nhà thì đến tuổi này bà Sáu đã ở gần đất xa trời rồi. Bà Sáu lại con mình sống canh trọ thì bà Sáu có buồn không? Buồn chứ. Trời ơi, là bật cái tới tháng là con nhanh lắm. Bữa nào đóng trễ rồi hồi 10 buổi. Ừ. Tháng nào mình đóng tháng đó hay sao? Ừ. Ừ ha. Cũng cảm thấy buồn đúng không bà Sáu? Ừ. Bà Sáu hiện nay thì có ước mơ gì không? Thì ước mơ sao có được căn nhà để ở, rồi con cái sau này nó có chỗ ăn chỗ ở gì đó con. Nhưng mà ở cái vùng đất Cần Thơ này á, đất cao lắm, đất cao ngất ngưỡng luôn. Anh nữ là muốn mua một cái, muốn cắt được một cái căn nhà đâu phải là chuyện đơn giản đúng không? Ừ. Mua không nổi đâu. Mua không nổi đâu. Chỉ cần nghía thôi là thấy còn không nổi. Nhà trọ mà 2 triệu mấy một tháng thì cô bác anh chị biết rồi, nó cũng nhiều lắm rồi. Ừ. Đúng không? Hôm trước con đến đây bà Sáu còn nhớ con không? Ừ. Nhớ nhưng mà không biết tên. Không biết tên. Con tên là Bùi Hồ. Con từ ở Đồng Tháp xuống đây. Hôm nay á thì con biết là Sáu rất là
được hình ảnh mọi người rất là yêu thương về hình ảnh của một bà cụ với đôi tay run rẩy bán bánh mì để mà mưu sinh và sống cạnh trọ phía trước học sau. Còn đến đây con thay mặt cho chị Annie ở Úc gửi cho bà Sáu 2 triệu đồng để bà Sáu trả tiền trọ. Đủ tiền trọ 1 tháng chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tiền trọ thì cũng tháng 2 triệu 2 tại vì điện nước là 2 triệu 2 trăm. Thôi thì bây giờ thì cố gắng, có duyên thì con sẽ đến thăm bà Sáu nữa. Đây là phần quà của chị Annie ở Úc. Dạ. Nói bà Sáu gửi là cảm ơn nhiều nha. Dạ. Bà Sáu bây giờ nghẹn ngào không biết nói gì nữa. Thay mặt cho bà Sáu xin chân thành cảm ơn chị Annie đã Úc đã hỗ trợ và đồng hành với Bùi Hồ trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị Annie ở Úc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các cô bác quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã luôn tin tưởng yêu thương Bùi Hồ và động viên Bùi Hồ trong thời gian qua, những lúc mà Bùi Hồ tưởng chừng như khó khăn nhất. Còn bây giờ thì Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác quý anh chị ở video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye bà Sáu ơi.